Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang theo dõi clip mới của kênh YouTube Đồ Xưa Lại Nguyên chúng em nha. Mến chào anh Lên. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em có lên một số tác phẩm để giới thiệu với bà con mình nha. Qua số điện thoại em 0772 8772 78, thì cửa hàng của em nằm ở tuyến quốc lộ 91 nha bà con, khu vực Thế Hưng, phường Long Hưng, của quận Ngô Môn, thành phố Cần Thơ. Ở bà con mình có đi ngang qua cửa hàng nhớ ghé tham quan nha. Thì hôm nay em có bộ bàn rất là đẹp nha, bộ bàn em cũng vừa sưu tầm về được một bộ hôm trước em giao luôn rồi nha. Đó, và một số món đồ gốm Biên Hòa nè, đôn chống chắc đó, cũng như là đồ gốm tàu các loại, đó, đồ phong thủy nha. Đó, thì bà con của mình có thể liên hệ số điện thoại để em có thể quay cho bà con mình xem nhiều loại mặt hàng hơn nữa nha. Đó, thì hôm nay em lên một số tác phẩm cho bà con của mình thôi. Đầu tiên là mã số 1T, đó là một cái bức tranh nè, một bức tranh giấy dầu nha bà con, hàng vẽ tay của tàu nha. Đó, một bức tranh là một vị Đức Phật A Di Đà ở đứng trên đài Hoa Sen nha, bà con mình hữu duyên quan hỷ nha. Thì chiều cao cho cái bức này á, em đo lên tới là 155, đó, chiều ngang là lên tới 65 nha. Đó, tranh là hàng vẽ tay, hàng cũ thôi nha bà con. Đó, thì mỗi clip đầu like em đều có là giao lưu với bà con của mình cũng như là tương tác nha. Giá rất là mềm luôn nha bà con, rất là rẻ luôn. Đó, bức này giá chỉ có 300 ngàn thôi nha, bên em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, 300 ngàn đồng nha bà con. Con mình quan hỷ hữu duyên. Tiếp theo mã số 2T, đó là em có một cái đĩa nè, một cái đĩa gốm Nam Bộ xưa. Đó, cái này hai cái cho bà con, hai cái tích nè bà con mình xem. Tích này là bà con mình xem nha. Đó. Hàng này là hàng chuẩn Nam Bộ xưa luôn nha bà con. Cái này thì đường kính cho mỗi cái thì em đo khoảng 16 rưỡi thôi nha, hàng vuốt tay cho nên nó không đồng đều, tình trạng nó bị nhâm miệng chút xíu thôi nha. Đó, nhâm hay dầm chút xíu đây. Đó, nhưng mà hàng thì không bị nứt hay là bị bể nha. Đó. Con mình xem hàng rất là già. Một cặp dĩa như thế này em giao lưu giá 50 ngàn thôi, bao ship cho bà con mình tận nhà luôn. Đó, 50 ngàn thôi nha. Mã số 3 này thì em có một cái bộ ly uống trà 6 cái ly nè, hàng tàu. Hàng này cũng là hàng cũ, không cổ, không xưa nha. Đó, thì hàng này đều là thấu quang hết nha bà con, rất là đẹp nha. Đó, mỗi cái chung ly rất là to, nhìn rất là duyên. Đó, mình uống nước trà rất là đẹp luôn á. Đường kính ly thì 6 phân, chiều cao là 4 phân nha, viền vàng rất là đẹp. Mình soi đèn luôn nó sẽ thông đèn. Đó, nguyên bộ này giá em giao lưu cho bà con của mình là chỉ 200 ngàn thôi nha. Đó, thì những món đầu like lúc nào em cũng để bà con mình cái giá tương tác không kể lời lỗ nha, 200 ngàn đồng 6 cái ly. Đến với mã số tiếp theo, số 4T, một bộ ấm trà rất là đẹp nè, hàng tàu. Bộ này bà con mình xem nha, một cái khay trà lớn 6 cái ly và một cái ấm nha bà con. Đó, hàng này là hàng cũng gần đây, không cổ không xưa nha, cho nên về mình làm vệ sinh lại mình xài sử dụng được luôn, hoặc mình làm quà cáp mình tặng cho bạn bè người thân mình vẫn được nha. Thì cái khay trà em đo trước mắt á, mình là 32, khoảng 33 phủ bì lắm. Chiều cao cái khay này là 7 phân. Ly thì mỗi cái chiều cao của ly 6 phân rưỡi nha. Đường kính miệng ly 6 phân. Màu đỏ rất là đẹp nha bà con. Màu đỏ tươi thắm luôn. Trên đây có vẽ hình long phụng nha. Hình tích long phụng. Còn ấm thì em đo cái chiều dài của cái ấm này lên tới 16, cao tổng là 12 thôi. Đó, bên trong có lọc luôn ha. Có cái lược nè. Mình về mình vệ sinh sơ là mình xài sử dụng nha. Bộ tách này mà bà con mình sử dụng vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới là có long đẹp phụng ha. Vẽ long phụng xung quanh với cái khay này luôn nha. Khay này sẽ dùng đựng để đựng chứa nước á. Đây bà con mình xem giúp em đây, rất là lớn nha. Đó. Đó bà con mình xem cho ông đế nha. Hàng thì hàng này nói chung thì lạnh tích liền lạc nha. Đó, không có lỗi lầm, không có bị bể mẻ nước tóc gió gì hết. Đó, nguyên bộ này em vô lưu giá chỉ có 1.900.000 thôi nha bà con, 1.900.000 em bao ship tặng nhà, về đến nhà khu kiểm tra hàng nha, bể vỡ tóc gió gì cứ hoàn về cho em yên tâm, cái nào em báo làm tích thì làm tích nha. Đó, đến với mã số 5 là một bộ ấm trà nữa nè, gồm 6 cái ly, một cái ấm lớn và một cái đĩa nè, một cái đĩa đựng trà rất là đẹp nha. Đó, màu xanh lam. Đó, chiều cao tổng có cái quai luôn tới 22 nha, cái ấm này không, cao 15, chiều dài cái ấm 17 nha. Đó, còn đường kính cái khay trà này không là lên tới 27 lần. Đây. Rất là đẹp đó bà còn con. Ly á bà con mình xem đây, ly rất là to. Ly này là đều thấu quang thông đèn nha. Tích ly. Sơn thủy ha. Ly chiều cao em đo 5 phân, đường kính miệng ly là 6 phân nha. Đó bà con mình xem đây. Chôn đế mọc 6 chữ hết. Đó, cái khay nhìn cũng rất là đẹp nè, dìm hoa văn quả tiết nha bà con. Đó, hoa văn quả tiết nha. Đây bà con mình xem đây. Đó, vẽ cái tích cho bà con mình xem trên một cái khay trà nè. Đó, nhìn cũng rất là mê rồi. Đó, bộ này thì giá em giao lưu chỉ có 1.800.000 thôi. Đó, 1.800.000 bên em bao ship tặng nhà, bao kiểm tra hàng cho bà con mình. Mã tiếp theo số 6T, đây một cái bộ ly khá là đẹp luôn, tích đó là giống như tích này 12 con giáp nha bà con, tích này 12 con giáp nha. Hàng tàu bà con rất là nhẹ, mỏng nhẹ ha. Đường kính ly này 4 phân thôi, chiều cao khoảng 2 phân rưỡi gần 3 phân mini, gọn. Đó, bà con mình xem đây. Đó. Chôn đây nha, rất là nhẹ. Đó, 12 con giáp, bộ ly 12 con giáp.
Đó, em giao lưu cho bà con mình giá là 800 ngàn nha, gồm 12 cái nha bà con, 12 cái luôn nha. Còn bộ này á, là một cái tích là 12 câu tiên, cũng là 12 cái ly luôn, kích thước đều như nhau cái vừa rồi luôn đó nha. Đó, giá cũng đồng giá như nhau 800 ngàn thôi. Hàng này thì em bao lần tích liền lạc, không lỗi lầm. Đó, hàng liền lạc nha. Mã tiếp theo số 8. Đây em có một cái hộp này mà con mình xem. Bình giữ nhiệt bằng gốm một nha, cái bình giữ nhiệt bằng gốm luôn, khá là đẹp, được hoa văn bên ngoài và con mình xem nha. Cúc dây với chiều cao này em đo tổng là 20, đường kính ở trên cái mặt này là 6 phân thôi, hoành là 20 nha, hoành 20. Đó, bà con mình xem đây. Nó có cái nút mình dặn nè, nó giữ nhiệt cho cái độ nhiệt nóng luôn, mình đựng gì cũng được nha, nước sôi, nước ấm hoặc đựng trà. Đó, hàng thì em bao lành tích. Đó này bằng gốm sứ nha bà con. Đó, hàng này hàng cũng gần đây nha, không cổ không xưa nha. Giá em giao lưu cái này chỉ có 800 ngàn thôi. Đó, 800 ngàn đồng bao ship tặng nhà. Và đến với mã kế tiếp số 9. Đây em có một cái bộ bàn ghế rất là to, cũng đại luôn. Đó, bộ này là gồm 9 món, 8 cái ghế cái quạt lớn nha, là một cái bàn to nè, mặt bàn là một lá dày, nó to được cảnh ốc Singapore, ốc Hoàng Chanh Sâm Thiên Lý nha. Thì cái bộ này á, thì bà con mình xem giúp em, chạm đục rất là đẹp luôn, hàng sạch sẽ liền lạc lành tích, chất liệu của nó là gỗ hương ta. Đó, thì hôm trước lâu rồi em vô luôn, em sưu tầm được một bộ duy nhất thôi. Đó, hôm nay thì em vừa gặp về, em sưu tầm thêm một bộ nữa nha. Đó, bộ này thì bà con mình xem nó kích thước thì khá là lớn, đó, rất là dày và nặng nha. Cảnh ở trên mặt bàn này là một cái tích đồng quê, đó, giống như là một tích quê hương nha, trong năm bốn mùa mưa nắng nha bà con, cũng như nói về là một tích mà thiên hạ Thái Bình đó. Ở quan gỗ đều là quan tự nhiên, ốc bên ngoài rất là đẹp và chất lượng, em bao chuẩn cho bà con của mình từng những con ốc, đó, không có mà con trai nào luôn, để bà con mình cứ về kiểm tra hàng nha, hàng rất là đẹp nha bà con. Đó, thì em đo kích thước báo với bà con của mình, cái bàn có cái chiều cao lên là 83, đó, và cái chiều ngang của cái bàn này lên tới là 90 lần, chiều ngang lên tới 90 lần nha. Và tổng cái chiều dài cho cái mặt bàn này, tổng chiều dài lên tới 2m18, 2m18 nha, là tổng cái chiều dài. Và đặc biệt cái miếng mặt bàn nè, cái miếng lá, một lá liền luôn là 5 phân, dày tới 5 phân đó, liền khối luôn nha, rất là nặng. Một tấm này bà con mình từ 3-4 người trở lên khiêng mới nổi nha bà con. Đó, hàng thì nó không bị mà lỗi lầm nước xé luôn. Đó, dân đều là dân rất là đẹp, dân tự nhiên nha. Đó, chân là chân cù lá nè. Đó, 4 cái tiện 4 góc khá là đẹp nha. Hàng này nói chung thì nó cũng rất là nặng. Cái mặt bàn, rời. Đó. Chân này, cái trụ này em đo kích thước ngang như thế này nè. Bà con mình có thể ước lượng được, nó đường kính tầm khoảng 30. Đó, cái trụ lớn nè, 30 nha. Đó, còn cù lá này nó ra tới là lên tới là 39 lần nha. Đó, độ dày ngang mỗi chân là một tấc hết. Đó, bà con mình có nhu cầu nhớ ý liên hệ qua số điện thoại để được bên em hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho bà con mình xem, cho mình rõ ràng nha. Cái bộ này là không chê vào đâu được. Đó, và hôm trước em về em sưu tầm được một bộ thôi, có rất là nhiều khách cũng rất là chuộng. Đó, cho nên bộ này thì duy nhất, bộ này thứ hai. Đó, bà con mình xem nha. Trên những cái ghế ghẻ quạt đường người ta cẳng ốc đó là bà con mình xem nha, tích nho sóc. Đó, ghế thì đặc biệt những cái ghế này nó to hơn những cái ghế ghẻ quạt mà bình thường luôn nha bà con, to hơn cái ghế bình thường luôn nha. Mặt cũng một lá liền đây, luôn nha bà con. Mặt ngồi một lá luôn nha. Chiều cao của cái ghế này em đo lên tới 103. Ngang của cái ghế này thế này là lên tới 49 nha. Đó. Chiều ngang cái mặt vị trí ngồi nè là 51. Chiều sâu ra của ghế lên tới em đo 40. Từ mặt đất trở lên luôn, em đo lên là 50. Đó, còn cái chân này nè. Đó, chân này là chân nai, độ dày của nó ngang lớn nhất là 5 phân. Đó, chân chỗ bắp thịt đó nha. Ở chỗ đùi ếch trên này nè. Đó là nó dày tới 5 phân lần. Đó, 4 phần mấy 5 phân đây. Quăng gỗ rất là đẹp nha bà con. Hoàn toàn đều quăng tự nhiên. Đó. Không có BU nha. Bộ này hoàn toàn mộc mạc không BU nha bà con. Đó, bà con xem giúp em nha. Chân nai mặc trong lòng ghế đây. Đó, rất là to và nặng cho cái bộ này. Đó, hàng rất là đẳng cấp và cao cấp nha. Đó, chiều ghế này cũng được cẳng luôn nha bà con. Đó, được cẳng luôn nha. Khá là nặng nha. 9 món thì cái bộ này em giao lưu với bà con mình có giá là 98 triệu nha. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, 98 triệu đồng nha bà con. Đó, thì em sưu tầm được giá mềm hơn bộ hôm trước một chút xíu, em để bà con mình giá hữu nghị nha. Đó, mình ở gần miền Tây chúng em nó có thể thương lượng, em giảm được chút xíu cho bà con mình vẫn được nha. Và kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha bà con. Bên em giao lưu thì bà con mình yên tâm nha, tới tận nhà cứ khui ra kiểm tra hàng nha. Đó, có vấn đề gì thì liên hệ bên em. Rồi đến với mã kế tiếp này thì có một cặp bình gốm Biên Hòa, tích Bách Hoa, bình rất là cao to lớn luôn nè. Mình về những có những cái đôn thế này mình kê lên nữa thì rất là đẹp nha, rất là sáng. Đó. Chiều cao á, của mỗi bình như thế này em đo lên tới 87 lần, 87 nha. Đường kính miệng bình là 30, miệng bình 30 và cái hoành bụng bình như thế này. Hoành bụng bình này nó lên tới 117, rất là lớn.
hàng thì em bao lần tích liền lạc, tuổi đời nó khoảng 30-40 năm trở lên nha, nó từ 30-40 năm trở lên đó. Bách hoa nha bà con, nhìn màu sắc thôi bà con nhìn cũng rất là bắt mắt rồi, kết hợp với những đôi đôn lên nữa thì mình trưng bày cao lên thế này nè. Mình trưng trong những cái khu nhà gỗ hoặc nhà xưa của mình đó, trưng bày đầu xưa khá là đẹp. Cặp này em giao lưu cho bà con của mình có giá là chỉ 10 triệu thôi nha. Em sưu tầm được giá mềm, em bẻ bà con mình giá hữu nghị 10 triệu đồng thôi nha bà con. Đương thời mấy cái đôi này lên tới khoảng 10 mấy triệu luôn nha. Mình có thể nghiên cứu nhưng mà tiền nào thì của đấy. Mang thì rất là dày, thì chất lượng của nó theo thời gian khá là đẹp. Còn đây là mã tiếp theo. Tiếp theo này là số 11, một cặp bình. Nói về là một cái buổi phiên chợ của người phiên chợ quê của người nông dân ta nha. Bà con mình xem những người cô gái nào mua gánh bán bưng nè, sum túc là trên những cái ngôi chợ ngôi làng. Với chiều cao tổng em đo lên tới là 83 cho đôi bình này nha. Đường kính miệng bình này là lên tới 33 lận nha. Và cái hoành cổ này lên tới khoảng là 57. Hoành cổ 57 nha, còn hoành bụng này em đo luôn là 112. 112 nha, hàng thì nguyên dạng làm tích không lỗi lầm chỗ nào. Kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em. Khá là đẹp cũng khá là nặng. Cặp này giá em giao lưu là 10 triệu đồng nha, buổi phiên chợ quê nha. 10 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Mã kế tiếp số 12T này thì em có một cái bình gốm Biên Hòa nữa nè. Bình này nói chung là ngày xưa thập niên 80 thường người ta dùng để đựng nước, nhưng mà bây giờ người ta không có xài, trưng bày theo thời gian 5 tháng thôi, còn tồn lại thôi nha. Nó cũng 30-40 năm, có cái giò dưới nè, thường người ta gắn để đựng nước á. Vẽ rồng rất là đẹp. Cao tổng này thì em đo lên tới là cao tổng cái bình này khoảng 64 thôi. Và hoành bụng bình này thì nó 88 nha bà con. Hàng thì làm tích liền lạc nha, bên trong không có lỗi lầm. Bà con mình xem nha, có bị nhâm cái miệng này chút xíu thôi nha. Nhâm chút xíu chỗ này thôi. Chiếc bình này em giao lưu giá chỉ có cho bà con của mình là 3.600.000 thôi. 3.500.000, xin lỗi, 3.500.000 nha. Bên em bao ship, bao kiểm tra hàng. Mã tiếp theo đó là số 13, một cặp bình cũ tỏi nha, tích chim hoa. Bà con mình xem hàng tàu cũ nha. Cao tổng thì em đo 35, miệng đường kính 13 thôi. Hoành bụng này em đo lên tới 70 nha. Hàng này hàng cũ thôi nha, tầm 20-30 năm đổ về, không cổ không xưa. Tích là gà trống nuôi con nè, gia đình gà trống mái nuôi con nha. Hàng làm tích liền lạc. Đôi này có giá em giao lưu là chỉ 1.500.000 nha, 1.500.000. Mã tiếp theo này 14 là một cặp bình nữa nè. Cặp bình này cũng khá là đẹp nha, quẻ là những cái cậu bé nè với ông thọ nha bà con. Bình này thuộc dạng bình như bình ngũ sắc gì nha. Cao em đo 42, miệng 12, hoành bụng này lên tới là 60. Nó làm tích liền lạc không lỗi lầm, chôn đế khá là đẹp luôn nha. Gốm tàu. Cặp này giá em cũng giao lưu bà con mình là 1.800.000. 1.800.000 đồng, bao ship tận nhà, bao kiểm tra hàng nha. Và đến với mã tiếp theo này số 15. Em có về sưu tầm được một cặp đôn gỗ chắc là đôn lục lăng. 6 chân. Bà con mình xem đây nha, nguyên con đều là gỗ chắc hết, dân gỗ đều tự nhiên mộc mạc của nó nha. Đôi này nói chung người ta chưa, không hề BU, không hề mà bạc ni luôn, còn nguyên cái gỗ của nó đi nguyên theo thời gian luôn nha. Hàng này cũng chừng vài chục năm đó, nhưng mà hàng bà con mình xem khá là đẹp nha. Nó liền lạc lành lặn. Chiều cao của đôn này thì em đo là 60, còn cái đường kính mặt đôn là 30 nha. Mỗi chân đôn như thế này là 3 phân. Những cái chân đôn bà con mình xem khá là đẹp nha, hoàn toàn đều là gỗ chắc hết. Đây bà con mình xem giúp em. Sau lồng cho lồng bên trong nó người ta cũng có đắp giá đắp ghép chút xíu cho lồng trong nha, còn bên ngoài liền lạc rất là đẹp. Đôi này cũng như thế. Bà con mình xem đây nha. Cặp này em giao lưu với bà con của mình một đôi là 4.500.000 nha, 4.500.000 nha bà con, bao ship toàn quốc nha, bao chuẩn cho bà con mình là gỗ chắc toàn bộ hết, về kiểm tra hàng không đúng gỗ chắc tặng bà con mình làm kỷ niệm luôn. Và đến với mã số 16 em có một cặp đôn nữa nè, nhưng mà đôn này gỗ này không phải gỗ chắc, này đôn là gỗ lim. Bà con mình xem khá là đẹp, mặt thì mặt đá, mình về kê đồ trên đồ nha. Đôn này thì mặt bên dưới là hoa mai, đôn 5 chân mặt tròn nha. Chiều cao em đo là 79 đi. Mặt đôn đường kính phủ bì 30. Gỗ lim nha bà con. Dày dặn chắc chắn cứng cáp nha. Cặp này giá rẻ cho bà con của mình thôi, chỉ có là 2.400.000 thôi nha. 2.400.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Bên em thì giao lưu gỗ gì em sẽ báo chính xác, về cứ kiểm tra hàng, đúng hàng đúng đồ bà con mình nhận, không đúng hàng về cho yên tâm. Em bao bà con mình cho họ kiểm tra luôn nha. Và mã số 17 này thì em có một cặp tủ bày đồ nè. Tích là chạm là bà con mình xem nha, chạm chút tre, khá là đẹp, chất liệu là gỗ gõ.
Cây này thì đã được làm sạch sẽ, sáng bóng, quạt ly đây rồi. Mình về mình bày đồ. Cửa thì mở cánh hai bên. Xung quanh dìm thì chạm hình những cây tre, cây trúc, nhìn rất là đẹp nha. Cửa hai bên mở cánh ra hai bên nha. Ở cây này nó trưng bên ngoài cũng khá cao to á, mình trưng được nhiều đồ và bày được nhiều đồ nha bà con. Chiều cao tổng đến đỉnh luôn á, thì em đo lên tới 2m02. À, xin lỗi, 2m12. Tổng cái chiều cao lên tới 2m12 nha. Chiều ngang của tủ này lên tới là 122. Đó, 122 nha. Sâu của tủ ra thì nó lên tới là 39. Đó, 39 phụ bì. Đó, chân thì bà con mình xem khá là đẹp, chạm đục rất là chắc chắn. Đó, những cái bắp chân nha, giả hình những cái tre, cái chốt đó nha. Đây là những cái ngăn cửa nè, ngăn cửa, ngăn hộp tủ nó nè. Bà con mình xem cái quăng gỗ mọc của nó nha. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, quăng gỗ của nó đó. Đây, hàng thì làm tích liệt lạc, sạch sẽ, sáng bóng, về xài sử dụng nữa nha, không cần làm gì thêm nữa. Đó, còn cửa này của nó mở bên hông. Cửa này mở bên hông, mình để bề đầu hai bên đều mở cửa bên hông hết. Đó, rất là nặng, cái này thấy gì chứ, rất là dày và nặng nha. Đó, một cây như thế này á, em giao luôn với bà con mình là 22 triệu nha, bao ship toàn quốc nha, 22 triệu. Nếu bà con mình lấy nguyên một cặp thì em có thể thương lượng em giảm cho bà con của mình vẫn được nha. Nếu mình lấy một cặp thì em có thể giảm chi phí cho bà con của mình chút xíu được. Đó, bà con mình có nhu cầu và cứ liên hệ qua số điện thoại bên em, để bên em hỗ trợ bà con mình tư vấn thêm qua số điện thoại nha, 0772 8772 78. Đó, thì bên em cũng còn rất là nhiều loại mặt hàng, cũng như là bàn ghế, tủ, lông sàn, giường sạp các loại. Đó, hoặc là đồ gốm nè, gốm tàu, đồ đồng nè, cũng nhiều nha. Đó, đồ phong thủy, đó, đồ sưu tầm, bà con mình cứ đến trực tiếp cửa hàng của em để mình xem và tham khảo thêm nha. Đó, và cuối clip thì đồ loại xương, xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã xem hết clip nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều, xin hẹn lại những clip tiếp theo ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha bà con.